Xin chào, chào mừng các cậu đã đến với Trend Anime. Sau nhiều video bốc phốt, cá khịa về Sonoko, nữ quản suy luận, chị đại Tokyo, chân manh lá ngọc cánh vàng của tập đoàn Suzuki, thì hôm nay tớ sẽ làm nốt về vị hôn phu tương lai của cô nàng, anh chàng Kyogoku Makoto nhé. Để xem anh chàng này có bản lĩnh và điều gì thú vị mà có thể nắm giữ được trái tim của Sonoko, người từng có quá khứ huy hoàng khi hẹn hò và để ý rất nhiều anh chàng khác nhé. Cùng bắt đầu ngay thôi nào. Số 1, thông tin cá nhân. Kyogoku Makoto, 18 tuổi, cao 1m84, nặng 79kg. Đây là anh chàng nam thần hiếm trong bộ truyện, có đủ số đo chiều cao, cân nặng và cực kỳ đạt chuẩn như vậy. Makoto theo học tại trường trung học Haido và là đội trưởng của câu lạc bộ karate. Makoto thường được biết đến với biệt danh hoàng tử của những cú đá vì khả năng tấn công bằng chân vượt trội, áp đảo đối phương của mình. Anh chàng cũng là một trong những người khiến Kid phải e sợ một phép khi đối đầu. Cho đến nay, gia đình của Kyogoku Makoto vẫn còn là bí ẩn khi các thành viên chưa xuất hiện chính thức. Nhưng bạn đọc đều biết Makoto có một cô em gái và nhà của Makoto ở tỉnh Shizuoka. Dù không xuất thân là cậu ấm cô chiêu như cô bạn gái, nhưng nhà của anh chàng cũng thuộc diện khá giả khi có kinh doanh nhà trọ và quán ăn gần bãi biển Izu, nơi mà khách du lịch ghé thăm rất đông và việc kinh doanh cũng rất an ninh làm ra. Cái họ Kyogoku được cho là xuất phát từ Kyokushin, một trường phái karate được thành lập năm 1964. Trường phái này nổi tiếng với phong cách chiến đấu tấn công quyết liệt và mạnh mẽ. Ngày còn bé, khi Makoto còn học tiểu học, anh chàng cùng gia đình đã gặp được Tatsuhiro trong chuyến nghỉ mát đến Osaka. Tatsuhiro là một bậc thầy karate, mặc dù là nhà vô địch thế giới với chuỗi 400 trận bất bại, Makoto vẫn từng thất bại trước vị thầy này. Chính vì vậy, mọi lời chỉ bảo, dặn dò và thậm chí là nét tính cách của Tatsuhiro đều được Makoto ghi nhớ và học tập theo. Đến tận bây giờ, Makoto vẫn dành sự tôn trọng rất lớn dành cho người thầy năm xưa. Mối lương duyên với võ thuật không chỉ giúp Makoto tìm ra được đam mê và phát huy hết sức mạnh của mình, mà còn dẫn anh đến với định mệnh của đời mình, tiểu thư Sonoko, trong một giải đấu karate mà Ran có tham gia và Sonoko đi cùng để cổ vũ cho bạn. Số 2, lần đầu xuất hiện và ngoại hình. Makoto xuất hiện lần đầu trong chap 219 và anime tập 153, mùa hè nguy hiểm của Sonoko. Ở tập này, trong chuyến nghỉ mát đến Izu, Sonoko đã quyết định cùng Ran và Conan nghỉ tại một nhà trọ bình dân để tìm kiếm tình yêu đích thực thay vì ở những nơi sang trọng, xa hoa, khiến các anh chàng khó với tới như trước. Và đúng là cô nàng tìm được thật. Tại nhà trọ này, Makoto đã xuất hiện với tư cách là con trai của chủ nhà trọ Kawayara, đang trong kỳ nghỉ hè nên về nhà phụ giúp gia đình. Vì đã cảm nắng cô nàng Sonoko trước đó trong một giải thi đấu, anh chàng này không ngừng để mắt đến Sonoko, nhất là khi cô nàng bị gã hung thủ có mối căm thù với các cô nàng tóc nâu tìm cách tiếp cận. Trong lần ra mắt, Makoto ghi điểm với gương mặt hiền lành, điển trai, tuy có phần lạnh lùng nhưng rất quan tâm để ý người khác. Anh chàng nổi bật với làn da rám nắng, vóc dáng cao ráo, to con khỏe mạnh, đeo kính bí ẩn côn ngầu và dàn miếng măng cá nhân gần lông mày bên trái để treo đi vết sẹo. Sau này, miếng măng cá nhân đó lại trở thành kỷ vật tình yêu giúp Makoto có thêm sức mạnh chiến đấu. Nhìn chung, Makoto là một nam thần không thể bàn cãi. Vì thế mà tại một cuộc bình chọn dành cho phái nữ từ 20 đến 40 tuổi về chủ đề nhân vật trong thám tử lớn danh Conan mà bạn yêu thích nhất, Makoto đường đường chính chính nằm trong top 10, dù anh ấy rất ít khi xuất hiện và là hoa đã có chủ đấy nhé. Cũng dễ hiểu thôi, dù xuất hiện không nhiều, nhưng lần nào xuất hiện, anh cũng trong tư thế anh hùng cứu mỹ nhân, với những ngón đòn cực kỳ ấn tượng, có thể khiến bất kỳ trái tim thiếu nữ nào cũng xốn sang, chứ đừng nói là Sonoko. Phải, tôi thì tôi cũng đổ. Câu này của bạn Minh Ánh nhá. Số 3, tính cách. Đến bây giờ, khi nhắc về Makoto, bạn đọc sẽ nhớ đến đây là một anh chàng hiền lành, điềm đạm, trầm tính, bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp. Tính cách điềm tĩnh này hẳn là do Makoto đã được lĩnh hội về tinh thần thượng võ trong quá trình tập luyện. Một người học võ chân chính sẽ không bao giờ tìm cách gây gổ với người khác, thậm chí là có phần nhún nhường và hạn chế tối đa xung đột, tránh việc thượng cản chân, hạ cản tay. Họ chỉ thực sự chiến đấu để bảo vệ cho lẽ phải, cho những người yếu thế hơn, cực kỳ có bản lĩnh đấy nhé. Không chỉ vậy, trong lần xuất hiện đầu tiên, dù luôn tỏ ra cục xúc và có thái độ phục vụ lồi lõm, thế nhưng đó lại là cách mà anh đang âm thầm bảo vệ Sonoko. Anh cũng thuộc tuýp nói ít làm nhiều, chẳng nói chẳng rằng mang ô cho người ta trong hôm mưa. Lặng lẽ thu gom đồ đạc để chuyển phòng cho hai cô nàng nữ sinh khi biết chuyện Sonoko vừa bị kẻ lạ mặt tấn công. Lặng lẽ theo dõi những cử nhất động của Sonoko khi thấy cô nàng bị các đồ đạc tiếp cận. Lần đầu vì Sonoko mà đến nhà hàng lạ chỉ vì lo lắng cho nàng gặp nguy hiểm. Câu đầu mở miệng. Bất chấp bị Sonoko hiểu lầm là một kẻ bám đuôi không tốt đẹp, anh chàng cũng cực kỳ trung tình, chỉ từ một lần bị trúng tính sách ái tình không thi đấu và cũng chưa bao giờ dám mong đến ngày gặp lại. Nhưng Makoto vẫn dành tình cảm chân thành cho Sonoko, bất chấp việc Sonoko có một cô bạn thân xinh đẹp được nhiều chàng trai để ý là Ran. Có thể nói, trong mắt Makoto chỉ tồn tại võ thuật và hình ảnh của Sonoko mà thôi. Dù có cô bạn gái xuất thân là chân manh thế Việt, anh chàng vẫn yêu rất chân thành và nghiêm túc. Ở ngoài anh là cá mập bao nhiêu, thì khi về ra mắt gia đình bạn gái, anh chàng lại hiền như cục bột, ăn nói khép nép, dạ thư đàng hoàng, ngăn không cho Sonoko cãi nhau với mẹ. Kể cả khi bị bà Suzuki chê bai vì suốt ngày chỉ biết đánh nhau, không xứng với gia tộc kinh doanh quyền quý, Makoto không những không tức giận hay tự ái, mà còn tìm cách chứng minh tình yêu của mình, sẵn sàng bảo vệ của cải cho nhà vợ. Nếu phải nói đến khuyết điểm, thì Makoto là kiểu con trai hơn truyền thống vì không thích bạn gái ăn mặc hở hang, quyến rũ, mà thích phong cách kín đáo, nhẹ nhàng, khác hẳn với sự hào sảng, phóng khoáng và hiện đại của Sonoko. Đúng là ghét của nào chê cha của nấy mà. Nhưng nói thì nói thế thôi, chê thì chê, thế nhưng yêu vào rồi thì dăm ba cái tiêu chuẩn này thì chỉ là mắt mũi, Makoto nhỉ.
và dù khá điềm đạm, nhưng anh chàng này khi ghen vào rồi thì cũng ghê lắm nhá. Cứ nhìn ánh mắt hình viên đạn và sát khí bừng bừng khi nghe Sonoko nhắc đến Kid, hoặc khi hiểu nhầm Sera là chàng trai đang cơ cẩm Sonoko là biết tới công chuyện luôn. Số 4. Kỹ năng. Kỹ năng nổi bật nhất của Makoto mà người người nhà nhà đều biết đó chính là võ thuật, cụ thể là karate. Makoto được biết đến là nhân vật có sức mạnh nhất trong bộ truyện, là hệ thống an ninh tốt nhất thế giới, là người thật việc thật, có thể khẳng khái đối đầu với mánh khóe tiểu xảo của Kaito Kid. Anh có thành tích lẫy lừng với 400 trận bất bại trên toàn thế giới, là hoàng tử của những cú đá, là người từng dùng tay không phá cột nhà để bật đá bay lên theo đúng nghĩa đen. Thậm chí, anh chàng này từng mạnh đến nỗi không kiểm soát được sức mình khi quăng thẳng trái bowling vào thành tường và làm vỡ luôn mảng tường kính đó. Makoto còn từng dùng tay không nhấc bổng đuôi một chiếc xe tải kinh nó đang chạy để ngăn cản hung thủ tự sát nữa đấy. Các cậu có thể kiểm chứng chi tiết này trong chap 1026, vụ án giết người ở địa điểm quay phim truyền hình nhé. Sức mạnh phi thường của Makoto còn thể hiện rõ ràng hơn khi anh chàng đối đầu với những tên tội phạm có số lượng đông hoặc có vũ khí như dao, súng. Trong tập truyện ra mắt, Makoto từng đỡ cho Sonoko một nhát dao mà vẫn tỉnh bơ, hỏi thăm Sonoko có sao không, sau đó nhẹ nhàng hạ gục thủ phạm. Hay như ở trong tập truyện Valentine đẫm máu, Makoto đã nhẹ nhàng tránh được viên đạn từ khẩu súng trường đi săn và cho hai tên hung thủ rơi vào trạng thái thiền sâu. Ngoài ra, ở tập truyện Khăn tay đỏ của Sonoko, dù bỏ trận thi đấu quan trọng, nhưng Makoto cũng có sân khấu chiến đấu cực kỳ ấn tượng trong rừng khi cùng Ran hạ đo ván hàng chục tên xã hội đen. Không biết có phải trong họ tên của chiếc Goku không mà anh chàng này có thể mạnh đến vậy. Sức đã mạnh sẵn mà còn được tình yêu búp cho thì đối phương chỉ có thể trách mình đi phạm tội mà không xem ngày thôi. Không chỉ có sức mạnh, anh chàng Makoto còn có khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén. Chỉ nhờ vào việc có thể phân biệt nam nữ dựa vào độ dài của ngón tay, Makoto đã có thể biết được Sonoko chính là Kid cải trang. Khả năng quan sát nhạy bén này có được là nhờ vào việc anh luôn nghiên cứu đối phương trước khi thi đấu, dù đó mới chỉ là người gặp lần đầu. Đáng nể thật đấy. Số 5. Mối quan hệ tình cảm. Tính đến thời điểm hiện tại, Makoto và Sonoko có thể xem là cặp đôi gà bông trung học về đích sớm nhất khi anh chàng đã về gia đình Sonoko ra mắt. Dù không được mẹ Sonoko chấp nhận lúc đầu, nhưng với bản tính có thừa, đầu đội trời chân đạp đất, anh chàng đã chinh phục trái tim của toàn bộ gia đình trong gia tộc Suzuki. Giờ chỉ còn đợi thời cơ chín muồi là rước nàng về dinh thôi. Sonoko quả là may mắn khi tìm được Makoto, dù có hơi trễ, nhưng sự chờ đợi này hoàn toàn xứng đáng. Ngoài Makoto, có lẽ không anh chàng nào có thể kiên nhẫn chiều chuộng theo những kế hoạch tình yêu xén sầm mộng mơ của cô nàng. Nào là đến khu rừng lá đỏ, lên núi làm sô cô la và sẵn sàng bỏ luôn giải đấu karate để về với Sonoko. Không chỉ trung tình mà còn chiều chuộng, yêu thương bạn gái, đúng là không chê vào đâu được. Thậm chí, anh chàng có dán hình ảnh của Sonoko và mình khi hẹn hò vào tấm băng dính cá nhân trên lông mày bên trái để làm bùa hộ mệnh. Hiền lành, chân thành, không nói lời hoa mỹ, chiều chuộng nóc nhà. Bạn trai quốc dân là đây chứ đâu. Nếu các cậu để ý, trừ khi đi du học và tham gia các giải đấu quốc tế, thì cứ mỗi lần Makoto ở Nhật Bản đều là ở cạnh Sonoko. Nói đi cũng phải nói lại, đối với một Makoto hiền lành, điềm đạm thì một cô nàng năng động, sôi nổi như Sonoko hoàn toàn phù hợp. Chưa kể, Sonoko thật sự là một cô gái tốt bụng, nghĩa khí, luôn giúp đỡ bạn bè. Dù không phải thanh mai trúc mã, nhưng chuyện tình yêu xứng đôi vừa lứa của cặp đôi này cũng chinh phục trái tim của biết bao bạn đọc, khiến ai cũng ước mình có một chuyện tình đẹp như vậy. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về anh chàng kiêu Goku Makoto. Xem đến đây thì chắc các cậu đã hiểu vì sao Makoto hoàn toàn xứng đáng chiếm trọn tình cảm, trái tim của cô nàng tiểu thư Sonoko nhà ta rồi đúng không? Cảm ơn các cậu đã xem hết video này. Nếu các cậu muốn tìm hiểu nhiều hơn về nhân vật nào trong Conan thì comment cho chúng tôi biết nhé. Đừng quên like và đăng ký để ủng hộ channel anime nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.